Không học đại học thì làm gì? Những năm về trước, vào được các trường đại học là mơ ước của rất nhiều các bạn trẻ và các bậc phụ huynh, vì đại học là con đường duy nhất dẫn ta tới thành công. Và để vào được các trường đại học thì các bạn sẽ phải trải qua các kỳ thi rất là cam go và gắt gao. Chính vì vậy không phải ai cũng có thể vào được các trường đại học. Vậy không đi học đại học thì chúng ta sẽ làm gì để thành công? Với nền kinh tế phát triển và mở rộng như hiện nay thì đại học không là con đường duy nhất để dẫn ta tới thành công. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vậy hướng đi nào dành cho các bạn không đi học đại học để thành công? Trong video ngày hôm nay, chị Hường sẽ đưa ra các hướng để cho các bạn tìm ra cách để sau khi chúng ta không đi học đại học thì chúng ta sẽ làm gì để thành công các bạn nhé. Không học đại học thì các bạn có thể đi làm. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông xong thì các bạn đang ở độ tuổi 18 đôi mươi, các bạn chưa có kinh nghiệm, chưa có kỹ năng và chưa có trình độ chuyên môn thì các bạn chỉ đi làm các công việc phổ thông mà thôi. Khi các công việc phổ thông này thì các bạn chỉ có mức thu nhập trung bình và cái công việc nó sẽ không được ổn định các bạn. Không đi học đại học, các bạn có thể đi xuất khẩu lao động. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, các bạn có thể đi xuất khẩu lao động được luôn. Và các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình một số vốn từ 100 đến 300 triệu đồng các bạn mới có thể đi xuất khẩu lao động được. Và những công việc các bạn có thể làm khi ở bên nước bạn thì các bạn cũng chỉ làm các công việc phổ thông vì các bạn chưa được đào tạo qua trình độ chuyên môn. Và khi đi xuất khẩu lao động thì thời hạn nó chỉ từ 3 đến 5 năm. Và sau khi trở về nước thì các bạn sẽ phải khởi nghiệp lại từ đầu. Thứ ba là không đi học đại học thì các bạn có thể đi học nghề. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, các bạn có thể lựa chọn đi học nghề được luôn. Và hiện nay thì đang có rất nhiều ngành nghề để cho các bạn lựa chọn. Học nghề thì thời gian ngắn, chi phí thấp, ra trường các bạn lại có việc làm luôn. Và các bạn là khi có nghề rồi thì các bạn có thể đi xuất khẩu lao động sang bên nước bạn thì các bạn sẽ có một cái mức thu nhập khá là ổn định. Và khi có nghề rồi thì các bạn có thể lao động tại các thành phố lớn hoặc các bạn có thể về các vùng nông thôn, các bạn có thể lao động được và các bạn có thể tự làm chủ được cuộc sống của mình các bạn nhé. Chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang đứng cạnh một bạn học viên đến từ trường dạy nghề Thanh Xuân và bạn cũng mới tốt nghiệp lớp 12 xong và bây giờ chúng ta sẽ giao lưu và trò chuyện cùng bạn. Xin chào em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình? Chị, em tên là Đoàn Quốc Trung, em ở thành phố Nam Định. Năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay em 20 tuổi ạ. Cảm ơn em. Em có thể cho chị hỏi một chút rằng là sau khi em tốt nghiệp lớp 12 xong ấy thì trước khi đi học nghề thì em có cái dự định gì cho tương lai của mình không? Chị, là em có nhiều dự định cho tương lai của em. Em có khu quanh em có nhiều trường, nhiều cái khu công nghiệp. Ý định của bạn bè em là cũng đi khu công nghiệp để kiếm tiền làm luôn, thì đi làm luôn lấy tiền. Còn bố em thì dự định cho em là đi xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động thì nhưng em nghĩ là lấy của bố mấy hơn 100 triệu đi thì gia đình cũng khó khăn nên về lâu về dài nó ấy nó khó nên em quyết định em sẽ đi học nghề. Nghề chỉ có 6 tháng mà em ra em làm em lấy tiền luôn, em làm có tiền rồi em dự định sau này của em, tương lai sau này của em. Cảm ơn em rất là nhiều. Có nghĩa là khi mà em học xong cấp 3 thì bạn bè cũng muốn là rủ em đi vào các khu công nghiệp để làm đúng không? Thế nhưng mà em vào đấy em nghĩ rằng là nó sẽ không được lâu dài nên em không làm. Thế cũng bố lại hướng là đi xuất khẩu lao động đúng không? Đi xuất khẩu lao động thì sang đấy thì phải bỏ một số vốn khá là lớn. Mà cuối cùng quay về Việt Nam thì mình cũng lại phải lập nghiệp lại từ đầu đúng không? Đấy, và cái thứ ba là em sẽ chọn lựa chọn đi học nghề. Đấy, vì là em đam mê ngành nghề nên em sẽ lựa chọn đi học nghề đúng không? Cho chị hỏi một cái mấu chốt là khi mà học xong cấp 3 thì sao em không đi học đại học? Vì là chị và có nhiều bạn và cũng như là theo chị biết là đại học là con đường duy nhất dẫn ta tới thành công ấy, thì tại sao em không đi học đại học? Chị, là em học đại học cũng nhiều, cũng tận 5-6 năm. Còn em thì muốn đi học nghề ra có công việc ra làm luôn để ấy luôn, phụ giúp gia đình luôn.
Có nghĩa là học đại học thì 5 đến 6 năm mà mất nhiều thời gian cũng như là mất nhiều chi phí. Nên là em quyết định là đi học nghề thời gian ngắn, ra chi phí thấp, ra trường để có việc làm luôn, đúng không? Đúng rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Cái suy nghĩ của em cũng chính là cái suy nghĩ của rất nhiều các bạn trẻ hiện nay, đó là muốn tự lập cánh sinh, và các bạn sẽ chọn lựa chọn đi học nghề, bởi vì là học đại học ra 5 năm, 6 năm thì cũng là để lấy một cái tay nghề, mà cuối cùng học nghề ra thì cũng lấy một cái tay nghề. Thì khi vào đây các bạn chăm chỉ chỗ học, ra trường, nhà trường lại giới thiệu việc làm luôn, các bạn có tay nghề và sẽ có thu nhập luôn, đúng không? Cảm ơn em rất là nhiều. Và cũng khi mà các em nếu mà muốn đi xuất khẩu lao động sau này ấy, thì vẫn có thể được, vì là các em học ở đây ra các em đã có tay nghề rồi. Đấy, và các em đi làm lại có vốn. Nếu như mà thích đi sang làm việc tại các bạn ở các nước bạn thì chúng ta vẫn có thể đi sang đấy được, vì khi mà các em có tay nghề rồi sang bên đó thì mình sẽ có một cái mức lương khá là ổn định và sẽ là cao, đúng không? Vâng. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều, chúc em học tập tốt và thành nghề em nhé. Cảm ơn em. Ok. Vừa rồi chúng ta đã được giao lưu và trò chuyện cùng một bạn học viên đến từ trường dạy nghề Thanh Xuân. Chúng ta đã đặt ra câu hỏi là nếu mà không đi học đại học thì chúng ta sẽ làm gì? Và chị Hường thì đã đưa ra các cái ý kiến, đó là nếu như chúng ta không đi học đại học thì chúng ta có thể đi làm, hoặc là chúng ta có thể đi xuất khẩu lao động, hoặc là chúng ta có thể đi học nghề. Qua các gợi ý trên thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái ngành nghề phù hợp cho bản thân của mình, tùy vào cái sở thích cũng như là cái điều kiện hoàn cảnh của mình các bạn nhé. Và các bạn nào mà quan tâm đến các ngành nghề như là sửa chữa ô tô này, xe máy, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp và điện nước của trường dạy nghề Thanh Xuân, các bạn hãy để lại phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng trao đổi nhé. Và các bạn lưu ý là trường dạy nghề Thanh Xuân chỉ có địa chỉ duy nhất tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Các bạn có thể liên hệ theo số hotline là 0961677445 hoặc là website daynghethanhxuan.org. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video lần này của trường dạy nghề Thanh Xuân. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.